Rồi. Chứ hồi nó thuốc nó ngưng nghiêng lận à. Cái gì quá à, dễ thương quá vậy. À, con tên gì? Chào Ngọc Quỳnh Anh. Con mấy tuổi rồi? 4 tuổi. 4 tuổi à, hát với chú bài nhé. Hát với chú bài gì? Không hát. Hát với chú nhưng mà nhé. Sao vậy? Con có thương chú không? Thôi được rồi, miễn là chú thương con là được rồi ha. Bỏ tôi luôn rồi. Anh thương thiệt luôn hả? Bỏ gì? Bố bắt lên tặng rồi. Thật quá.